Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Hỏi Bác sĩ Sinh sản. Thì chuyên mục sẽ được phát trên kênh YouTube BS Phạm Quang Nhật. Thì câu hỏi ngày hôm nay bác sĩ Nhật sẽ trao đổi cùng các bạn, đó là phân mạch tinh trùng hay còn gọi là đứt gãy tinh trùng. Thì việc phân mạch tinh trùng và đứt gãy tinh trùng sẽ ảnh hưởng như thế nào lên việc thụ thai? Thì thưa các bạn, tinh trùng đứt gãy ADN hay còn gọi là tinh trùng phân mảnh ADN, đó là một tình trạng chuỗi ADN của tinh trùng không có sự liền mạch, bị đứt ra thành từng đoạn nhỏ. Mà việc thông qua xét nghiệm tinh dịch đồ sẽ không phát hiện được, bởi vì tinh dịch đồ chúng ta chỉ thấy được tinh trùng di động ra sao, hình dạng tinh trùng như thế nào, mà chúng ta không biết được là cái hệ gen của tinh trùng nó như thế nào. Vì thế thì có những cái xét nghiệm đặc biệt để biết được rằng là kiểm tra độ đứt gãy ADN của tinh trùng trong trường hợp mà tinh trùng bình thường hay bất thường. Thì theo các bạn, chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta làm xét nghiệm phân mảnh tinh trùng, nếu như một cái tinh trùng có ADN bị phân mảnh hay đứt gãy thì khi thụ thai thì sẽ gây ra một cái vấn đề trên cái phôi thai, ngay cho cái việc không đậu thai, sảy thai thường xuyên và tỷ lệ mang thai sẽ thấp, ngay cả đối với những trường hợp mà thụ thai bằng bơm tinh trùng hay thụ tinh thống nghiệm thì phân mảnh tinh trùng là một yếu tố nó có thể dẫn tới việc thụ thai kém. Thế như vậy, phân mảnh tinh trùng thì có thể thực hiện để các bác sĩ hỗ trợ sinh sản đánh giá được việc không đậu thai, việc thất bại làm tổ liên tiếp hoặc thai lưu liên tiếp, để đánh giá các nguyên nhân hiếm muộn ở cặp vợ chồng sơ sinh. Thì như vậy, những trường hợp nào thì chúng ta nên làm cái xét nghiệm phân mạch tinh trùng? Thứ nhất là chúng ta có tiền sử sảy thai, đu thai nhiều lần liên tiếp, hoặc là tất cả những người đàn ông mà mong muốn có thai trên 6 tháng mà vẫn không thể có thai, hoặc là những người có thực hiện bơm tinh trùng, thụ tinh ống nghiệm tuy nhiên không có kết quả, thì chúng ta sẽ làm xét nghiệm phân mạch tinh trùng. Những người đàn ông trên 40 tuổi, những người có hút thuốc lá, có rượu bia hoặc làm trong cái môi trường làm việc có stress, có căng thẳng và có tiếp xúc với hóa chất, những người có sao mổ giãn tĩnh mạch thần kinh. Thì như vậy, cái phân mảnh tinh trùng thì cái chỉ số như thế nào? Thì thông thường cái chỉ số phân mảnh có khả năng thụ thai tốt là đó dưới 10-20%. Những trường hợp mà phân mảnh tinh trùng từ 20-30% trở lên thì việc thụ thai sẽ rất khó, kể cả những cái phương pháp như thụ tinh ống nghiệm hay là bơm tinh trùng thì cả khả năng rất là thấp. Do đó là việc xét nghiệm phân mảnh tinh trùng sẽ được cân nhắc đối với những cái trường hợp mà vô sinh nam. Như vậy thì chúng ta sẽ cần chú ý về, thứ nhất, những cái nguyên nhân mà bác sĩ Nhật vừa nói, mà chúng ta nên thực hiện sớm cái xét nghiệm gọi là phân mảnh tinh trùng hay đứt gãy tinh trùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy nhấn share, đăng ký hoặc là nhấn chuông phía dưới để YouTube có thể nhắc nhở khi bác sĩ Nhật đăng tải những video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn.